Xương nó chảy máu ra nó cứ liếm. À. Nó liếm nó không có không khô đâu. Nó không khỏi cho là đi tất vào thế này để cho nó khô vết thế này. Ờ nó bị thương nữa hả? Vâng. Sau một thời gian quan sát suối Cá Thần thì Bùi Hồ được nắm bắt được một cái thông tin, đó là ở đây sẽ có một cái con bò 6 chân. À, ở đây có con bò 6 chân chị nhỉ? Ờ, con bò đó có lâu chưa chị nhá? Được gần 5 nhỉ? Gần 5 à? Con bò là được 2 tuổi chị ạ? Con bò được 2 tuổi, con bò 6 chân nó được 2 tuổi. Lúc mà đẻ ra thì nó... Nó 7 ạ. Ở đây là chị bán cơm lam nhỉ? Cơm lam là đặc sản của vùng mình hay sao? Vâng, đặc sản của đi Cá Thần đấy ạ. Ồ, 5.000 đồng một cây cơm lam như thế này. Cô bác quý anh chị chắc có thể là chưa biết cái cơm lam này đâu nhá. Cơm lam này chị có thể làm cho em một cây nhỉ? Vâng. Nhà mình ăn cây tím nhá. Có hai loại cơm ạ, cơm trắng và cơm tím ạ. Cơm nếp cẩm và cơm nếp nương ạ. Thôi mà. Cơm nếp cẩm đi nhá. Xem lấy này chỗ này. Chị có lại để sơ về con bò đó được cho em nghe được không? Con bò là ở xã khác đưa về đây. Nó sinh ra là nó đã thế rồi. Ô mình phải chặt nhẹ vậy đó hả chị nhỉ? Chặt nhẹ ra rồi kéo nhẹ thế này. À, ở phần này cái ngoài là gì vậy? Là cái mình đậy như kiểu mình đậy. Cái đó là cái gì mà đậy là? Nút cái củi ngô ấy cho nó kín hơi để nó chín như mình đậy vung ấy. À cái này đây phải không? Đấy, củi ngô để nó kín hơi nó chín. À. Đây, mình ăn thử đi. À, vâng. Cơm lam này là 5.000 đồng một cơm lam này là 5.000 đồng một cây như thế này và mình sẽ chấm muối mì nha. Có hai loại cơm, cơm đây là cơm nếp nếp than đấy, nếp cẩm đấy, còn đây là nếp nương, nếp trắng. Nó giống như nếp của mình nhỉ? Nấu là bằng nếp trắng của mình nhỉ? Vâng ạ, đây là nếp nương ạ, nếp rãy đấy ạ. Lúc mà mình nướng thì như thế nào chị nhé? Ngâm gạo tầm 1 tiếng đi. Lấy đi chỗ vào này, chỗ này. Rồi đưa vào lò nướng. Chị em thử một cây này. Ngâm ngon chứ mình không có nấu sẵn nhỉ? Không ạ, ngâm chỉ tầm 1 tiếng thôi mà. Cái này chắc đầu đói nha. Ngon lắm đấy ạ. Lấy đi đường ăn, lấy về làm quà thì để được 2 ngày ạ. Được 2 ngày. Ăn tiện mua nè. Em gói muối cho. Một cây như thế này là 5.000 đồng. Nhưng mà một cây thôi là đủ no chị nhé. Mời cô bác với anh chị cơm lam nha, đặc sản của Thanh Hóa. Cơm lam này khác không nhỉ? Đây anh ăn. Em ăn thêm một cây nữa thì em ăn không hết đâu. Vâng, cái cho em cho nhiều. Đây là ngọt cơm hơn, đây cho muối đây. Bên đây thì cơm lam cẩm, đây cơm lam trắng. Nóng quá, cơm quá là nóng quá. Cơm lam này thì có vị ngọt hơn tí. Đúng rồi. Còn cơm lam này thì dẻo hơn. Dẻo hơn. Vâng. Nhưng mà vậy dễ ngán hơn. Vâng. Để em cố gắng em ăn hết khúc này nha. Cô bác của anh chị có về Cẩm Thủy, suối Cá Thần ở đây thì nhớ ăn thử một cây cơm lam của chị này nhá. Mỗi một cây là 5.000 đồng cho mỗi lượt. Muối này mình chấm thoải mái nha. Muối cuối cùng. Cái này là ông trúc rồi nha chị nhờ. Ông nứa. Ông nứa. Nhà mình tự chế luôn à? Phải leo lên núi để chặt. Rồi để tự làm đấy chứ. Chị là người dân tộc hả? Vâng ạ, dân tộc. Người dân tộc gì nhờ? Mường ạ. Cái người Mường nhiều không chị? Mường chiếm 80% ạ. Cảm ơn chị nhiều nhé. Mình sẽ xem cái con bò 6 chân. Thì bò 6 chân thì trong sinh học thì mọi người cũng có thể biết được rằng thì đó là một dạng đột biến gen nên thành nữ là có 6 chân. Thì trong nhân gian có nhiều chuyện thì người ta chưa giải thích được thì sẽ là chuyện lạ. Bò 6 chân ở đâu anh nhỉ? Thì họ đem cái chú bò này về đây và từ đó thì khai thác du lịch. Mỗi một khách như thế là giá tiền là 6.000 đồng. Ồ, 5.000 đồng. Và để biết hiện tượng bò 6 chân
bên suối Cá Thần nó lạ như thế nào. Thì mời cô bác quý anh chị cùng đi theo Bùi Hồ nhé. À, đây là tiền 5.000 đồng để hỗ trợ gia đình nuôi bò 6 chân, 5.000 đồng một người. Cái con bò này theo chia sẻ của một số người ở đây thì từ nơi khác đem lại, và nhìn nếu như mà chúng ta nhìn từ bên đây qua thì hình dáng của con bò nó vẫn bình thường. Mới vô thì Bùi Hồ cứ ngỡ rằng nó chỉ 4 chân thôi, nhưng mà hai chân của con bò này khi mà sau khi nó sanh ra nó đột biến, thì cái phần chân của bò, thay vì thì mình nghĩ thì cái phần chân bò nó sẽ ở dưới này, mỗi một bên có một chân, nhưng không, hai chân còn lại thì nó lại được vắt ngang cái gù của cái con bò. Thì không biết thì ở cái hai cái phần chân này là có móng đầy đủ, có thể là gọi là 7 chân cũng được, tại vì cái phần chân trên đây thì nó chưa đầy đủ móng nên người ta gọi là 6 chân. Ở đây là 2 chân nè, 4 chân nè, 5 chân, 6 chân. Ở đây phần này thì có thể gọi là 7 chân. Thôi. Con bò này thì nhìn cũng khá là khỏe, về trọng lượng của nó thì không biết là như thế nào. Chắc khoảng chừng. Các em biết là giống bò đó thuộc giống bò gì không chị nhỉ? Giống bò đây là bò gia đình thả rong trên đấy, trên rừng đó thôi. Dạ. Thì nó được bao nhiêu năm tuổi rồi? 20 tháng tuổi rồi anh. 20 tháng tuổi, gần 2 năm tuổi. Bò đó thì bò mẹ sinh ra chỉ một con bò đó thôi hay sao? Mẹ nó sinh con đầu, đây là con đầu, được vậy nhưng con thứ hai không. Và đây là lứa đầu của con bò mẹ luôn. Vậy thì bò mẹ đâu chị nhỉ? Bò mẹ đang thả trên đồi. Dân ở đây thì người ta thả trên cái đồi, trên có một cái thung lũng ở trên đấy thì thả lên đấy thôi. Vì thấy nó lạ nên mình đem về đây, mình làm du lịch luôn. Đây, ở đây nó vẫn có phần móng bình thường, nhưng mà đúng rồi. Theo thông báo của chị chủ đó thì bò này rất là hiền. Khi mà mình đứng con bò thì mình không nên đứng ở ngoài sau nó, tại vì nó có thể nó búng mình, và mình có thể gờ chân nó bình thường. Em thấy nó ăn khá khỏe hả chị? Cho em mượn cái cọng cỏ, cho em mượn đút cho nó ăn với. Ôi. Ngày ăn nhiều cỏ không chị nhờ? Ngày ăn phải trồng 3 bó cỏ vậy. Rồi ăn phần đó đi. Đây, cho gà chân cái nha. Hai chân này thì nó lại móc vô trong rồi. Đây. Nó vẫn cái guốc. Cái guốc nó thì nó ở đây nó phát triển, cái phần guốc này thì nó vẫn phát triển đầy đủ. Không biết thì người ta lại bao cái phần guốc này lại, dùng một cái miếng vải gì đó bao cái phần guốc của con bò lại. Bên đây vẫn cái phần guốc rất là rõ ràng. Ở đây thì cái chân này thì hình như là nó vẫn là chân, nhưng mà ở trong đây thì nó không có xương. Ở đây thì chúng ta thấy có thể có xương. Ở đây giống như là một khối thịt. Khối thịt của bò. Không có đau nhé. Khá là lạ khi con bò đột biến gen thì cái phần chân nó lại nằm ở trên cái gù như thế này. Thường thì mình cứ ngỡ là nó sẽ mọc chân ở đây thì nó không có hiện tượng gì lạ lắm. Nhưng ở đây chân của nó lại mọc ở trên cái đầu của nó, gần ngay cái gù của nó như thế này. Và theo mình ước tính thì trọng lượng con bò này khoảng 200 kg. Thì nhìn chú bò này nó rất là thân thiện, nó có thể cho mình vuốt đầu nó và nó hiền đó. Giống như nó có một cái linh tính gì đó. Anh để ta đút cho mi ăn cái nữa nha. Ăn được không? Ăn cái này đi. Có cỏ nó mới ăn. Có cái phần nào mà lá non nó mới có thể ăn được. Đây này, quay thì cho cô bác cái gì đi. Tại sao mình lại bao cái phần chân nó lại à chị nhờ? Nó bị xước. Hai cái móng này nó bị xước lại đó hả? Đây.
trên này nó cọ vào cái kia rồi nó sưng, nó bị xước, nó chảy máu ra, nó cứ liếm. Nó liếm nó không khô đâu. Nó còn khỏi cho là đi tắt vào thế này để cho nó khô vết thế này. Ồ, nó bị thương đó hả? Con nó hiền quá. À, đặc biệt con bò này nó khác là hai cái chân nó lại treo trên từ đây xuống. Nó không giống với những cái con bò khác. Thì đây là một coi như là một cái hiện tượng lạ của bò sáu chân ngay cái dòng suối Cá Thần như thế này. Thì đây là cô bác anh chị nào chưa có xem thì hãy xem clip Bùi Hồ và nhớ ủng hộ nhé. Nha, chào tạm biệt mọi người nhé. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chào tất cả mọi người, thì đây là một cái hiện tượng lạ ở nơi suối Cá Thần ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị, mong cô bác quý anh chị.